Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí ẩn sự Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí ẩn sự Việt để đón xem clip mỗi tuần. Chuyện phá đèn và câu sấm truyền của Nguyễn Bình Khiêm. Năm Minh Mạng, năm thứ 14, Minh Mạng ở ngôi từ năm 1820 đến năm 1840. Nguyễn Công Trứ được vua điều đi khẩn hoang ở vùng Hải Dương. Nguyễn Công Trứ thấy địa thế cần phải đào con sông. Đào sông thì phải phá đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Ông ra lệnh cho dân phu phá đền để khai phá công trường. Nào ngờ, khi sai người đào mang bát hương ra, Nguyễn Công Trứ chợt thấy dưới bát hương có một tấm bia đá nhỏ phủ vài điều. Nguyễn Công Trứ lau sạch, đọc được các câu đã ghi: Minh Mạng thập tứ, thằng chứ phá đền, phá đền phải làm đền, nào ai đục đến doanh điền nhà bay. Nguyễn Công Trứ lập tức thảo sớ về kinh, xin bãi bỏ lệnh phá đền. Ông còn cho người sửa sang lại đền trạng khang trang hơn. Từ đó, ông không còn nghĩ đến việc phá đền để đào sông nữa. Tục truyền trong làng có cha con ông Khả đi bắt chuột kiếm sống. Khi đến bên mộ trạng, hai cha con vướng víu thế nào lại làm đổ tấm bia trên mộ. Dân làng rất sùng kính Trạng Trình, nên khi thấy bia mộ bị đổ, họ nổi giận bắt cả hai cha con kêu nộp phạt 3 quan tiền mới tha. Vì khi tấm bia đổ xuống, thấy có hàng chữ ở sau: cha con thằng Khả đánh ngã bia tao, làng xóm xôn xao bắt đền quan tám. Cha con ông Khả chịu nộp phạt, nhưng dân làng phải tha cha con về nhà chạy tiền. Chỉ tìm được có 1 quan tám, dân làng không chịu. Cha con ông Khả ngẫm nghĩ mới tìm được cách. Cha con bèn nói với dân làng: cha con tôi bị Trạng Trình bắt phạt có quan tám, tam quán, nói lái lại thành quan tám, đúng như cha con ông Khả đã tìm đủ số tiền. Nguyễn Bình Khiêm là một nhà thơ lớn, không chỉ của thế kỷ 16. Thơ văn của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm còn lưu lại khoảng gần 1.000 bài trong bộ Bạch Vân Thi Tập, gồm Bạch Vân An Nam Thi Tập bằng chữ Hán và Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập, còn gọi là Trình Quốc Công Bạch Vân Quốc Ngữ Thi Tập. Thơ của ông mang nặng tình người, khuyên người đời biết điều nhân nghĩa. Ngoài ra, còn một số giai thoại truyền tụng trong nhân gian và những lời sấm ký có giá trị. Theo website Dân Việt, video được thực hiện bởi kênh Bí ẩn sự Việt. Mời quý vị và các bạn nhấn đăng ký để đón xem những câu chuyện tiếp theo.